và mua giày dép đúng lúc nhân viên của cửa hàng đang ngủ say. vị khách nam đã không nở gọi nhân viên này dậy mà tiếp tục đi chọn cho mình đôi giày yêu thích. đáng nói là hành động bất ngờ sau đó của vị khách nam khiến người xem hết lời khen ngợi và cho rằng nhân viên khi tỉnh dậy chắc hẳn sẽ vô cùng xúc động. Theo camera ghi lại có thể thấy cửa hàng vẫn đang mở cửa. thế nhưng vì quá mệt mỏi cộng thêm vắng khách, người nhân viên đã tranh thủ chập mắt ít phút tiếp đó một nam thanh niên đi xe máy đã tiến vào cửa hàng để lựa đồ khi thấy nhân viên vẫn đang xây giấc người này cũng không nỡ gọi dậy mà tự mình chọn giày sau khi thử đi thử lại vị khách đã tìm được hai đôi giày ưng ý suốt quá trình này nhân viên vẫn ngủ say sưa, không hề hay biết gì cuối cùng trước khi mang theo hai đôi giày rời đi anh chàng không quên rút tiền và để lại trên ghế